Ok anh em, ở đầu clip nếu như mà anh em đang có nhu cầu cần mua vàng hay là mua ngọc hay là mua đích giá tốt thì anh em nhớ ghé vào shop 7 sao ủng hộ cho mình nha. Thì chị shop 7 sao đang có một cái danh mục đó chính là bán đồ tự động cho anh em. Thì ở đây đồ cũng rất là ok luôn. Và đặc biệt là shop đang có một cái sự kiện là đó chính là mỗi ngày thì shop sẽ tặng 2.000 ngọc miễn phí cho 100 bạn may mắn khi nạp tối thiểu 50k trở lên. Bây giờ thì mình sẽ test anh em nhé. Ok anh em, vừa xong thì mình mới nạp 50k thành công anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ bấm phần rút ngọc xem là có ngọc không nha anh em. Ôi anh em ơi, như vậy là mình đã có hẳn 2.000 ngọc rồi anh em. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu muốn mua vàng, mua ngọc hay là muốn làm thẻ nhận ngọc thì nhớ ghé vào shop 7 sao để ủng hộ cho mình nha. Ok, rồi. Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình. Mình là Gen TV đây. Đầu cơ lên mình tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui nha. Thì trước khi vào xem video của mình thì các bạn hãy bỏ ra vài giây mời hôm nay đăng ký kênh và nhớ nha mọi người để lại một comment ở phía dưới clip nha để tham gia đường link nhận vàng ngọc xanh đến từ mình nha mọi người. Ok mọi người. Thì kênh hai tuần trước thì trên phòng lớp hôm nay đang có sân đảo chào các cư dân admin sẽ tiến hành bảo trì thời gian dự kiến bảo trì là 6 phút để update nội dung mới như sau: cập nhật hành tinh thực vật này và hành tinh mới này khá đẹp, người nhận này map mới mới khá xịn sò mới, map mới này khá là đỉnh cao nhá. Đó, cập nhật hình ảnh, cập nhật hành tinh thực vật dưới nhiệm vụ mới bán capsule sea game, các capsule mới và capsule mới nhá, điều chỉnh lại nhiệm vụ đánh thắng 2 vòng đại phẫu thuật hoặc thắng 5 vòng đại phẫu thuật. Đó, và nhiệm vụ mới làm dễ hơn, bạn làm dễ hơn nhé. Hành tinh thực vật nếu có lỗi, hành tinh thực vật nếu có chỗ nào không đẹp thì các cư dân góp ý cho admin điều chỉnh lại đẹp hơn, chúc các cư dân vui vẻ. Admin cảm ơn và cảm ơn bé này, admin cảm ơn bạn Đào Quân đã góp hình ảnh map thực vật nhé, khá xịn này, map mới mọi nhá. Thì là đây rất nhiều con dân trong hôm nay mời lên mạng như là em mời lên, đây là con Quỳnh Vlog em mời lên cái bình này mời đó, lên cái bình nhá. Đây là rất nhiều anh em youtuber có mình các bạn đó, rất là xịn luôn. Game thì khác mới phí nhiệm vụ hôm nay nói đúng sự bỏ game thì nhiệm vụ đã hội mạng vì làm nó khó quá mà đúng khó quá, bỏ game thì đại hội nó khó quá ấy. Ok, bây giờ mình sẽ vô game để xem cho anh em xem tình trạng game như nào nhé. Và hình ảnh game như nào mời. Đây, mình sẽ vô game để xem cái capsule mới nha. Mình mở capsule sea game cho anh em xem đi. Đây, mình sẽ gọi qua dân lại qua lại game mà capsule cho anh em xem nha. Capsule sea game mới này rất là khá là xịn đấy. Đây, game đây. Đây em ơi, vô game này là tình trạng mới, đồ khá đẹp mạng tình trạng. Là mới nha, mà là muốn đó trận mới tại vì em ơi, tại là 2.14 á, 2.14 ạ. Đồ sao nhìn khá 3D, nhìn khá là 2D luôn, rất xịn. Ok, giờ mình tiến hành mở capsule sea game cho mọi người xem nhá. Đây là cửa hàng. Tiến hành mở capsule sea game và chúng ta map mới ra thì bạn phải đạt sức mạnh đạt chơi của mình so với những vụ gì nhưng mà khá khó mạnh. Mà qua map mới khá khó là mình vừa đọc thông tin từ bóng đau trong cái bếp của dòng nhóm ba hoặc dòng cái mô bi mà rất là khó để có map mới nhá. Thì mình chưa xem cái map mới nào. Đây các chiến game mua về giá là 349 đồng một cái nha, đắt thế. Một máu bắt đầu mở xem sao, biết sắc cái trang gì hay là ra cái trang biết là cả trang ngày nhá. Các chiến game mới các bạn 349 đồng một cái, 349 đồng một cái nhá, đắt quá. Ai bị nhà này chết em, nói thật mà nhưng mà khá là đỏ đấy. Tận đúng đúng tiền bạc của đẹp thủ đô đồ khá nhiều. À, nội dung của ra đây xem cách để cái nhẫn này đi này, thế mình khá là ngon mà thì mình ok phết nhỉ. Ui cái trang gì đấy, ui cái trang mới mà cái, à cái trang bóng đá vãi nồi, tưởng cái gì. Ui hàng kiếm tôi đi được hơn mà. Ui quá trang mới là một cái trang ngày mà vãi nồi lừa thế, lỗ vãi chửi một lỗ chửi bó luôn. Cái này mình chưa bị kề được tôi đi ạ, đổi cái trang chung vàng ra là cái giờ ra cái này mà. Ui thí nghiệm em ơi, thí nghiệm ngố rồi. Ui rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái cách vào cái map mới như nào nha. Thì đây mình vừa hóng hết trong cái người nó trong mobi này, đây anh em xem nha. Để lại mời đây cho mọi người xem này.
vãi cả trưởng. Đây, thêm một đấy nhá. Đây là anh em mình nhóm rồi, anh em mình nhóm nữa. Nghe báo có người săn được nhẫn rồi, nhanh thì chớ cách vô mát này. Cái vô mát mới mới tiêu diệt đấy Goku này sẽ rất là vật phẩm này. Xong tìm hiểu mấy bước tiếp theo. Đây mở đó rất là xịn luôn. Trả lời cho mọi người tin cực shop nhé. Và map mới, và map này có thể đưa ra trang bị mạnh nhất game thời điểm hiện tại. Đủ hiểu như thế nào nha. Đi cái bot mà qua lấy trang bị đi với mình. Mấy game là trang bị hủy diệt, mời hủy diệt nha. Đánh quay các căn hủy diệt là ui ngon thế. Map mới ra các hủy diệt, mời các hủy diệt nha. Hay là đổi diệt em ạ. Xịn phát rồi mời. Trả lời cho mọi người tin cực shop nhé. Và map này có thể đưa ra trang bị mạnh nhất game thời điểm hiện tại. Đủ hiểu như thế nào. Mạnh nhất game thời điểm tại thế nào. Mấy đổi diệt mà đổi diệt nha em ơi. What the fuck, ngon vậy trời. Ngon vậy trời. Nhưng mà thôi, map mới chỉ là map mới chơi game 4 năm chưa được qua côn. Map mới chắc dẹp. À đây ơi, tú lan được rồi. À ông mày sao lại nhân mới à? Ô map mới là cái gì đây? Ôi trời, ông mày xóa bài à? Đỉnh vội xem nào. Đỉnh, ui. Map mới này mới, ui. Sẽ có ngày làm mếch hóa thành siêu xây ra biến thủy đấm liên hoàn. Ui tình nhấn thôi không từ Super Break of Cool. À thời cơ của Super à sao Break of Cool ra cái nhấn mẹ à. Đấy mà khá khó lắm mẹ. Ông có mắt mới thì khó lắm mời. Hoài hoài ô bài khi xong rồi ông có xóa ra à. Bài vừa xong đâu nhỉ. Ô bài vừa xong rồi. Của Kuma. Ai xóa hay sao anh em mình gọi cái link bài đấy nhá. Anh em mình anh em mình xóa bài bạn xóa bài nhá. Buồn vãi chửi mời. Vì bạn đọc tí đã xóa bài rồi. Thế là chúng ta muốn hành, muốn qua map mới các bạn ở sân thân linh thôi. Thế là cái nhẫn nhỉ. Sao cái nhẫn nhá, cái nhẫn thì bên đấy cũng cool các bạn để qua map mới nhá. Chúng mà khá là khó đấy. Sao cái nhẫn thì nhỉ, cái nhẫn thì thấy không, chỉ có bên đấy cool. Sao các bạn qua map mới nhá. Đấu đồ thì mọi ra đồ duyệt nhá. Chúng là khoai đấy. Chúng mà ra cái nhẫn thần linh, ra là cái nhẫn bên đấy cool thì khó lắm. Ok, thì bây giờ mình tiến hành săn nhá. Không thì thôi mà, không thì mình mặc. Super tiếp rồi, super thì nhẫn nào. À mình cũng cú lửa. Lừa dối người chơi à? Hay bịa ra thất nhỉ? Ca mẹ bay sống ấy. Sống anh Phú Quỳnh. Sống anh Phú Quỳnh. Ủa nó mếch đấm khóe, ủa nó mếch đừng dãi kìa. Ủa nó mếch dãi kìa. Đến liên hoàn dã ác đi đâu. Nó mếch điên à? Điên tình à, đấm ghê. Nó mếch đấm phản kinh. Vừa thương biên vừa chói. Đấy, bởi khu choáng vắng đầu óc luôn. Thì bên đi vì có bọn nó vô rồi. Ok. Thì ông vô bem bạn, thì ông vô là đánh quá rồi. Bem tình, cứ đi ở thế mà. Thì bên đi thì ông vô rồi. Mình phải chiến đấu vì cuộc sống. Nhưng mà cơ sức áo vì map mới. Vì đồ hủy diệt, vì đồ hủy diệt muôn năm. Quân hủy diệt, các hủy diệt muôn năm. Ấn mỏi cả tay. Xì bàn. Giờ thì anh ơi, đôi ta mất nhau rồi. Mày sống là... Đừng hòng. 70 thương máu. Tôi chuyển cấp ấy. Ui, con được rồi em ơi. Con ăn được đấy. Không ra bác, không ra mấy em ạ. Ha ha. Ra rồi đâu? Đâu? Xem nào. Ui, quý tên ra đấy mạ. Vãi nồi. Thật là mình thử ai mình nửa thật đấy mạ. Ôi mời, nhấn thời không. Sai lệch, ok. Ok. Tí. Thì ác tao vô quay được không? Quay tí được không? Ra em ơi, ra rồi nhá. Ra cái rồi mạ, ra cái nhấn thấy không nhá. Mình sẽ mở đi, mình vô mình quay cho anh xem nhá. Ok mọi người, mình xong rồi nha, được cái nhẫn em ạ, cái nhẫn mới nha. Đấy, nhẫn này cả đích QD săn em ạ. QD gaming săn hộ nha. Rơi ra em ạ, ôi, dụng nè. Ơ, chưa thực hiện, thấy ra nhiệm vụ trước. Ui. Báo cáo Oxin này. Sao nhiệm vụ đây này, mình thử nhận Oxin làm sao nhá. Ê. Thế là lửa gì mà. Thử cách hai bên này trước mà. Nhìn được cái việc bãi mặt cúc vàng, nó sẽ đánh rất khủng luôn. Chắc lên chạy như rùa chi lên cho anh em xem đấy.
Ui, đây đâu rồi? Ô, tìm nhẫn thấy không? Không từ, đây đâu đây? Ui, nó mới em ơi. Ui, xịn, treo úp nè, treo đó không nhỉ? Thử treo đi. Treo khoảng 8 tiếng không? Mượn treo, treo 8 tiếng nhá. Ui. Tôi phải tìm mình xem sao nó kìa, tìm cái người người ta bị thương kìa. Ui, mắt này. Nhiều ít phết nhỉ. 5 triệu bóng 1 hit cơ. 5 triệu bóng 1 con. Ôi, một phát. À này khỏe quá em ạ, à này sức lấm khỏe quá đấy. Chẳng nhiên mắt mình xem có gì không. Ok. Mắt mới này khá là xịn nha mọi người. Ấy xa. Ui, mà nhìn sâu ấy, nhìn mắt này nhiều quá nhỉ. Nhìn hoác mắt mọi người ạ. Ok, có mắt khác nhỉ. Đây, bìa giữa. Ô, anh gì này? Anh ba đắp này. Bác anh là quân khá là xịn mọi người nhá. Một youtuber có tiếng. IQ cũng cao nữa. Thôi. Tôi sẽ là Pop, người sinh ra hành tinh của tôi vừa bị phi xe phá hủy. Không biết tại sao tôi thoát chết và xuất hiện tại nơi này. Tôi đang bị thương, cậu có thể giúp ta hạ lính ngoài kia được không? Ok. Ok, cửa tôi lo à. Thế thôi á. Hạ 5.000 lính Tobi. À, nhiệm vụ mới. Hạ 5.000 lính Tobi và Katarian à. Đấy, giờ ai giả. Ok, mình sẽ theo 8 tiếng bên này mọi người nhá. 8 tiếng mới xem thành quả nó ra đồ hủy diệt không nhá. Bia ân bảo ra đồ hủy diệt cơ. Biết có ngon không hay là lừa. Bé sẽ... Ô, ông bảo xe 4 này, mình đúng không? Ơ, ông kia. Biết mình này, biết. Nó mới khá xịn anh em ạ. Ui, trải nghiệm khá thích thú. Mình qua map mới xem sang map back kia nhá. Khóe như nào thế đi từ cầu hình qua với map này nó kiểu nhiều cái lỗ hổng thời gian này đi rất là khó luôn này. Đấy, đi rất là map cái tầng sao map mới rồi. Ôi dưới nữa đi kiểu mê cung không nhỉ. Ôi giời ơi cái map mê cung này rất là cái mày phải xong nhiệm vụ mình được đi. Không, tôi có đi qua đây. Chắc là ở phía sau nhiệm vụ mình qua mắt mới được. À. Này, đi qua được sao đấy? Thế cái này thôi, chắc là thôi bổ các bạn. Mê cung quá, mê cung quá. Tưởng admin nửa hóa ra là được các bạn, được luôn. Không được. Thế là cái này rất là khó bạn trải nghiệm khó vãi. Vì nó nhìn nhằng ấy, kiểu mê cung ấy, như này. Hơi lạc lối luôn ấy. Nhưng này khỏe đấm rất là xịn nhá. À, thằng này chắc mình mượn treo cũng 8 tiếng xem sao. Về nhà thôi, các bạn đứng nhá. À, được đấy các bạn, chắc là được mình biết rồi. Ok ok bây thì mình dừng clip đây nha, còn thấy hay mình ra đăng ký kiếm chung rồi nha. Ok mời thì ở cuối video nha, mình chúc mini game để xem bạn nào là người mà chúng mời can thẻ rồi mình nha. Ok mời thì xem TV đó clip trước mình đây, tổng cộng là 1k4 view mời, tức là buồn 56 like được 29 comment nha. Bây giờ mình sẽ click adminer để xem bạn nào là người mà chúng được mời can thẻ rồi mình nha. Big Al Winner. Ô bạn này ổn định đâu rồi sao chỗ khác nha. Có chỗ tên vật là Văn Tuấn Ngô, tên vật là không yêu không sao. Bạn vui lòng email cho tôi mình nhận để nhận quà free nhé.